Một cái bánh hot dog siêu VIP 3 loại phô mai như này có 15 cạnh. Ăn bánh mà khác nước quả thì tấp qua bên cạnh làm ly trái cây đầy up topping như này cũng có 25-30 cạnh. Chỗ nào ở Thủ Đức mà rẻ dữ vậy trời. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Cùng mình chặt hẻm truy tìm cho bán hai món này nha. Đi lần này lần thứ hai rồi mà có thể có clip được đó trời. Rồi địa chỉ cụ thể mình để ở đây nha. Nay mình order 4 bánh là đủ 4 vị luôn nha. VIP 1, 2 có 15 cạnh. Thêm hai cái phô mai tan chạy và phô mai kéo sợi cũng có 10 cạnh. Order cái nào thì chị sẽ đổi cái đó, là đợi xíu thôi là có cái bánh nóng hổi ăn rồi. Ta nói cứ chiều tối mà mưa như mấy bữa nay là cứ thèm ăn vặt đủ thứ. Vỏ bánh mềm, thơm phức, công nhận là ngon thiệt nha. Nhân pate xúc xích trà bông mít với nhau kèm theo cái sốt béo nhẹ của phô mai trứng muối. Cái phô mai kéo sợi này ăn ngay là kéo được siêu dài nha. Hỏi sao mà thấy mấy bạn nhỏ trong xóm này chưa đi học về mua quá trời. Tấp qua order mới ly trà đá cây là siêu bất ngờ vì có 25-35 cành thôi mà nhiều dữ dằn luôn. Mình có mua trà măng cụt, trà mãng cầu, trà xoài nhịt đó, và chủ yếu là topping trái cây tươi. Vị trà thì sẽ nghiêng kiểu chua ngọt dịu nhẹ nha. Vẫn mê ăn cái topping nó đã cái nư lắm. Order uống thử cái ly trà sữa thức là ông coi sao mà cũng đầy ắp chân châu à. Tính ra là ăn cái bánh hot dog xích thêm cái ly trà cây hay ly trà sữa này là no cái bụng luôn á. Quán thì bán nước từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày nha. Còn hot dog thì chị bán từ 15:30 đến 21 giờ từ thứ hai đến thứ bảy thôi nha. Nói chung là cả hai chị bán đều dễ thương, mà mình nghe nói là chị bán hot dog đang kiếm tiền chạy thận, nên là nếu có dịp ghé qua thì mọi người ghé ăn thử nha. Ok lắm, bye.